Nhìn đi, chứ không lẽ cái lão chồng này không đủ sức để bảo vệ vợ mình hay sao? Hay là cô dẫn thằng nào về đây nhằm đồ của tôi đi ra ngoài? Mà sao vẫn chưa về, em ơi hôm nay cái xe lên em phải. Anh mệt mỏi lắm rồi. Em biết em cũng chán anh lắm rồi. Anh xin lỗi đã chiếm quá nhiều thời gian của em. Em không hợp nhau đâu. Không được giải tán hồi 6-5 giờ. Mẹ ơi. Mẹ, hôm nay mẹ muốn ăn gì để con đi chợ về nấu? Ăn gì cũng được. Cô làm tôi á, mất mặt với bạn bè tôi. Cái xóm này nè, nó đồn tôi á là sợ con dâu kia kìa. Ủa, có chuyện đó nữa hả mẹ? Ừ, vậy mẹ cho con xin lỗi nha, tại con không để ý á. Tôi đem cô về đây á để dạy dỗ cô. Rốt cuộc á, cô dạy ngược lại tôi. Ai chịu đời nổi không? Mẹ, mẹ cho con xin lỗi đi mà. Hay là mẹ để con nghĩ cách lấy lại thể diện cho mẹ, mẹ nhé. Bằng cách nào? Mang đây, cúi xuống đây. Ăn mặc gì nè? Mát mẻ quá, mát mẻ quá. Thì ở không như... sao? Không có chị hai ở nhà thì ăn mặc như thế cho nó mát. Rồi chị về sao? Thì vào nhà chồng thêm quần áo vào là được. Nhưng mà ở đây ở quê, ăn mặc gì á, chị hai chỉ la chết. Thế này là kín lắm ấy. Mang đây. Ủa dạ. Trời ơi, người ta nói không, đá tàu không còn một cọng cắm mà cứ đè nhổ hoài. Nè, hồi đó giờ em nhổ mà ra nông nổi vậy. Làm gì còn cái việc gì ở đây để mà làm đâu. Không làm cái đè tôi nhổ tóc hả? Chứ còn gì nữa? Trời ơi, còn có gì nữa? Trời ơi. Đó, tự nhiên đi về với quê, giờ còn mấy cọng nè, về quê thời gian lên tụi lũi luôn, không còn cọng. Kệ. Ôi mà, anh biết là em cũng không có việc làm, anh cũng vậy nè. Ở dưới này chứ thấp tha thấp thỏm lo lắm chứ bộ. Lo gì? Lo công ty hả? Ừ. Không, công ty thì chắc không có lo bị gì á, anh giao cho chú Thuận rồi. Và tính chú Thuận thì ổn, không sao. Hổng rài thì cũng không có báo cáo gì hết á, chắc được, không có gì quan trọng đâu. Thế thì lo cái gì? Nè, em thấy không? Chú Thuận nghề nghệ sĩ nha, nhưng mà cũng biết điều hành công ty ghê không? Thế anh lo cái gì? Anh lo là anh lo vậy nè, bây giờ mình lớn tuổi rồi. Anh càng ngày càng lớn tuổi rồi mà chưa có con. Đến khi mà có con một cái, trời ơi, em nghĩ cái cảnh coi. Anh chở nó đi học, vừa đưa nó vô tới trường, thế cô giáo nó dạ con ả ông đi để ông đi về. Trời chết luôn á. Ôi trời, tưởng cái gì, thì mình cũng đang cố gắng đây còn gì. Mà này em bảo, anh có chắc là anh Thuật điều hành công ty tốt không? Được. Này em nói thật nhá, nhớ chẳng may ấy, đến lúc mà có con thành công rồi, xong công ty phá sản ấy, cháu còn chả có mà hút mà ăn ấy. Hội họa là gì? Hội họa, các bạn biết hội họa là gì không? Hội họa không phải là ngày hội của những tai họa, mà hội họa đó có nghĩa là nghệ thuật của bộ môn vẽ. Các bạn biết rồi đó, những họa sĩ nổi tiếng đã có những câu rất là hay. Tôi mơ thấy tôi vẽ, và tôi vẽ giấc mơ của tôi. Ôi, các bạn biết nghệ thuật vẽ là một cái bộ môn mà tại sao ngủ hết vậy? Ui, dậy, trời ơi, tôi đang dùng hết tâm huyết của mình, tôi đang giải thích cho các bạn, tôi đang chỉ các bạn về nghệ thuật hội họa, các bạn ngủ là sao, hả? Anh ơi, em tới đây là để đi làm, chứ không phải để học vẽ. Nếu như á mà em muốn làm họa sĩ á, thì ngày xưa em đâu có đi học vào ngành kế toán này đâu anh. Bạn làm tôi buồn quá. Tại sao lại như vậy, hả? Tại sao vậy? Anh ơi, em còn một trọng báo cáo chưa làm. Anh cho em xin phép về làm đi. Trời ơi, tôi biết là các bạn bị áp lực về công việc, rất là mệt mỏi, nên tôi đã mở ra một lớp hội họa miễn phí cho các bạn để bạn học, các bạn giải trí. Vậy mà ai cũng đau khổ hết là sao? Hả? Trả lời tôi biết đi. Anh ơi, sếp lớn mà biết được là chết đó. Chết cái gì chết? Sếp không có ở đây, không ai chết hết á. Sếp không có mặt ở đây mà, bởi vì sếp đã trao quyền hết cho tôi. Bây giờ ở đây tôi mới chính là sếp. Bây giờ kết thúc bài học đây cũng được, nhưng mà trước khi về các bạn phải vẽ một bức họa cho tôi để tôi chấm điểm có trình độ tiếp thu về hội họa các bạn thế nào, hiểu chưa?
bài vẽ bắt đầu tính giờ. Nghe tin gì chưa? Tin gì? Chiều nay ăn hàu nữa. Hả? Lại hàu lùa. Chán lắm rồi. Ăn tận cổ. Ngon cái hàu ngon chứ. Ngon là gì? Kinh. Ê, ê. Vợ em. Em làm gì vậy? Làm gì? Mới là buồn nôn chứ cái gì. Ê, buồn nôn vậy là có nghĩa là ốm nghén rồi. Em có bầu rồi phải không? Vâng, bầu. Một bọc bầu to toàn hàu thôi. Nhắc đến mà thấy ghê. Muốn nói. Ủa là muốn nói là về hàu chứ không phải là có thai hả? Vâng ạ. Kinh chết được. Nhưng mà mới cố gắng thôi em ơi. Bị gì nói gì nói chứ biết đâu ở đây chị hai cũng có cái phương pháp của chị. À trời, có điện thoại cái. Dạ alo. Dạ anh Nam hả? Dạ tôi nghe. Dạ anh khỏe không anh? Khỏe cái gì? Cậu làm ăn cái kiểu gì hả? Không muốn bán căn hộ cho tôi nữa thì nói một tiếng. Chứ sao hẹn người ta rồi mà không cho ai tới ký hợp đồng với tôi là sao? Hả? Dạ, xin lỗi anh. Dạ được rồi, để tôi điện cho mấy đứa ở công ty. Dạ chắc tại tôi đang đi công tác xa. Dạ rồi. Có gì tôi kêu nó điện anh. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Làm sao đấy? Ôi, bớt giận đi mà. Giận sao được? Ngăn nữa. Già nhanh lắm. Nói em không giận sao được? Làm sao? Ôi giời, khách hàng người ta. Đó, người ta đã mua nhà mua đất của mình. Mà hôm nay đã hẹn hò hết rồi. Chuẩn bị ra ký hợp đồng mà nó không đem hợp đồng ra ký là sao? Để giao nhà cho người ta. Tức không? Anh gọi điện cho anh Thuận đi. Để anh điện ra. Cái gì đen thui vậy? Bằng vẽ ban đêm mà. Đêm tối tĩnh mịch hả? Vẽ bài khác đi. Ai đây? Ông nội bà mà. Con này máy. Chắc ngủ chưa dậy nữa nè. Gọi lại đi. Nghe máy giùm tôi cái. Trời ơi. Rồi. Chuông không nghe máy. Này, em nghi lắm nhá. Em đã bảo rồi, không cẩn thận đấy. Có ngày ấy, anh Thuận anh ấy cướp cái ghế của anh đấy. Lúc đấy có mà chết. Đó. Tự nhiên bây giờ sau cái chuyện này em thấy cũng hơi lo. Bởi vì mình bỏ đi hoài vậy á, ở công ty là chết luôn á. Đúng rồi, hay là mình về đi bởi vì công việc luôn luôn là quan trọng nhất. Mình về nhanh nhá. Về công ty đúng không? Ừ. Được, đúng rồi. Đi, để em vào dọn hành lý. Không phải. Hả? Về là anh về một mình thôi. Gì? Tại vì anh về anh giải quyết về công ty rồi anh xuống. Em ở lại đây đi, chị hai không cho em về đâu. Em ở lại đây để em lo, em chuẩn bị, em tập trung mồ để rồi dễ mầm để có con. Thấy không? Nha. Ở lại anh về một mình. Anh về vài bữa anh xuống liền chứ để quan trọng lắm nha. Nào các bạn, thời gian một tiếng đồng hồ đã trôi qua, những bức họa của bạn đã hoàn thành xong chưa? Mau nộp cho tôi, thời gian không còn nhiều nữa. Nộp bài cho tôi nào. Dạ gần xong rồi anh ơi. Gần xong rồi hả? Dạ. Đó, phải điềm đạm như lời bạn này. Bởi vì sao? Bởi vì khi vẽ không nên hối hả một họa sĩ nào cả. Vẽ mình phải thả hết những cái gì đó, cái hồn của mình vào trong bức họa. Đừng nghĩ thả hồn vô mình còn cái xác là mình chết. Không, thả hồn là gì? Thả những cái tâm hồn, những cái nghệ thuật của mình thả vô trong bức họa. Thì lúc đó bức họa có giá trị được. Em phải thả cái hồn. Đó, chuẩn, rất chi tiết. Thấy gương mặt thấy rõ ràng lỗ chân lông, một ruồi đồ ấy hết. Phải thả cái hồn vô. Ui, thả cái hồn vô mà sao bạn này vẽ con trồn nó không có hồn nha. Phải cho con trồn nó cái hồn vô. Tôi đã vẽ chi tiết kỹ lưỡng với các bạn rồi, một bức tranh mẫu của tôi. Nè các bạn hãy nhìn vào đây, một cái chi tiết. Đây, một cái bối cảnh ở cái miền quê. Một cái vẽ ước lượng tượng trưng. Đó miền quê phải là, thí dụ như bánh xe nè, là tượng trưng cho cái toilet. Đó là phải thiếu, vẽ. Thiếu cái gì? Thiếu, đây nè. Thiếu cái gì? Là quê mà, nó phải có chim mà. Chim cái gì? Đây là cái gì? Dứt chạng vạng buổi chiều. Buổi chiều là con chim nó về tổ. Chim gì? Phải làm chứ.
Alo, bà Hà, rủ bà Thu qua đây chơi đi. Trời, không có sao đâu. Mấy bà qua đây chơi đi. Hôm nay con dâu tôi á, nó ngoan lắm rồi. Nó nghe lời tôi răm rắp à. Một tay tôi đào tạo á. Qua đây chơi với tôi nha. Ừ, hai bà qua liền nha. Chị Hương ơi. Bà Hương ơi, bà Hương. Có nhà không vậy? Tôi đây nè. Trời ơi, tôi trông từ nãy giờ hai bà qua đây chơi với tôi. Dạ, hai cô qua chơi ạ. Hai cô uống nước gì để con lấy ạ? Nước ngọt. Không, trà xanh con. Vậy thôi cho cô trà xanh cũng được. Dạ không sao đâu ạ. Nếu như hai cô thích uống nước ngọt thì cứ để con lấy nước ngọt cho hai cô ạ. Nước ngọt nha. Rồi, lấy đi con. Dạ. Đi, qua đây ngồi, qua đây ngồi. Đây. Ngồi đây chơi. Hai bà qua tôi mừng quá. Trời ơi, sao nay con dâu của bà nó lễ phép quá vậy? Mà nó hiếu thảo, nó ngoan hiền nữa. Con dâu nhà nào á không lễ phép tôi không biết, nhưng dâu nhà tôi là phải lễ phép. Trời ơi, một tay tôi đào tạo nó mà. Trời ơi. Con mời mẹ và mời hai cô uống nước ạ. Này. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Uống đi chị. À mẹ, sẵn tiện nhà mình có bùng chuối mới chín, hay là để con xuống bếp con chiên cho mẹ với hai cô ăn nhé. Thôi khỏi, hai cô không dám làm phiền con đâu. Tại vì chuối chiên nó nhiều mỡ, nó cũng có hại cho sức khỏe đúng không con? Lâu lâu ăn một bữa cũng không sao đâu cô ạ. Với cả cũng không phiền gì con đâu, được phục vụ hai cô là con vui rồi. Con xuống nha mẹ. Đi chiên chứ. Uống nước đi. Em này bà, cô bà dễ thương quá. Trời, trước á tụi tôi chưa hiểu rõ về nó. Phải không bà? Trời ơi, chắc vậy quá. Cậu là cậu, tôi nói tôi góp ý thì góp ý đúng. Đây cả một cái bức tranh thủy mạc vậy nè, khung cảnh đồng quê yên tĩnh vậy nè. Đáng lý ở trên bầu trời là phải có những cái cánh cò nó bay về tổ ấm. Đó, đây nè, cây cao nè, nhà mái nhà tranh nè. Đây là có cái ao nè, thấy không? Nè, đó nè, đây nè, có nguyên cái làng cái bụi tre nè. Dạ, dạ, rồi phía sau luôn cái cao nè, nhà tranh nè. Dạ. Nè, đó, nè, nè mấy cô thấy không? Nè, rõ ràng không? Rõ ràng, rõ ràng thấy không? Dạ. Đó, ừ. Cho nên là cái này thiếu. Thiếu cái này nè, đây là cô kỹ nè. Đâu, cái này cái khoảng sân mà. Khoảng sân trống nè, thiếu nè. Thiếu cái gì? Thiếu gì biết không? Thiếu cái gì, đâu đẹp quá rồi. Thiếu cái bàn nhậu. Cái bàn nhậu thiếu chỗ đó. Thôi sếp, em sếp đừng giỡn em tội nghiệp. Sếp ơi, sếp bây giờ em nói thế, tại sếp thông cảm, tha lỗi với em đi. Em sai phạm rồi, em tại vì em quá ham mê hội họa và muốn truyền cái đam mê cho mấy bạn này, mình làm vậy mới quên nhiệm vụ. Sếp làm ơn sếp tha lỗi với em, không tái phạm lần thứ hai. Cậu nghĩ là tôi có tha được không? Dạ, chắc không. Cái này phải phạt nặng. Nhưng mà sếp ơi, sếp phạt nặng cỡ nào cũng chịu được hết. Nhưng mà sếp đừng có đuổi việc em. Tại vì sếp đuổi việc em không còn cơ hội nào để mà cưới vợ. Phạt cậu nặng á, là cậu biết không? Chiều nay cậu làm gì làm, cậu phải gặp một cái hội. Tới một cái hội đó. Ra hội ha. Hội đàn ông sau 5 giờ. Dạ dạ, để gì em kiểm điểm. Nha, ra đó kiểm điểm nghe chưa. Dạ dạ. Ủa nãy sếp dạy nhân viên mình dễ hả? Dạ dạ có. Cô này dễ gì á? Tôi coi coi. Dễ gì? Dạ em dễ hình sếp. Hình tôi hả? Trời ơi, tóc không có, mà dễ vô đây có. Ngày mai cho nghỉ việc 3 ngày, không ăn lương. Cô vẽ ổng á hả? Lần sau vẽ hói nghe chưa? Vẽ có tóc sai sự thật hả? Bôi chỗ này vô tôi liền. Có bên ai kia hẹn nhau lúc 5 giờ, 5 giờ. Hey. Tan ca đã lâu mà sao vẫn chưa về, chưa về.